Trời ơi, chán quá, trời ơi. Chán dễ sợ luôn các bạn ơi. Giờ làm đây chị cầm ơi. Chán. Ôi trời ơi, chán đúng mà chán, nhìn nè. Lướt TikTok đi em, trời ơi, bao nhiêu thứ hay luôn á. Ồ thế á, ok bây giờ các bạn, bây giờ mình lướt TikTok rồi có gì không. Ồ, TikTok Minua nè. Trời ơi, biến hình kìa. Wow, hay dữ ta. Trời ơi. Có cái chen, có cái chen trứng rắn cần mỡ này, coi luôn, coi luôn. Trứng rắn cần mỡ. Trời ơi, như con mèo kìa. Trời, gì dữ. Còn em thì... Xin mời. Dạ. Em thử làm trứng rắn cần mỡ coi. Nghe nó có dẹo dẹo không? À, thôi, bỏ coi đi. Trời ơi, quầy, nhưng mà chị Cam ơi, công nhận là cái TikTok này nhiều cái hay ghê á. Mình có thể gọi là coi tất cả mọi thứ luôn. Không biết là trong mini world mình có thể sinh tồn gì TikTok được không ta? Sinh tồn ý hả? Sinh tồn chứ TikTok á. Sinh tồn kiểu gì vậy má? Trời ơi. Ở đây toàn các video này làm gì có đâu trời. Chị chắc chưa? Rồi, tới nơi. Ta da. Trời ơi, nói phải làm luôn chứ. Thì ok. Hello cả người mình là Sim đây. À nha, và chào các sự yêu của mình. Và chào các bạn trở lại với video Mini World nha nha. Ok các bạn, đã trở lại video Mini World đây. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký. Và sau khi nhấn nút đăng ký thì các bạn đừng quên like cái chuông bên cạnh, thì những video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn luôn. Và đừng quên like và bình luận những gọi là thử thách hay những gì đó thì các bạn muốn mình đọc thì mình sẽ đọc hết, và đừng có comment spam là được. Ok, thank you so much. Thì nãy thì chị Cam Vui vừa bảo là gì ta không tin thì có gọi là gì ta sinh tồn trên TikTok thì mình đã cho chị Cam Vui tin luôn. Đấy, chị Cam Vui bất ngờ. Nói cái... thật luôn hả? Thực ra thì cái này mình cũng bất ngờ đó các bạn. Thì ok, thì đây là một cái map gọi là sinh tồn trên TikTok nữa, bạn mà muốn gọi là chơi map này thì mình sẽ để u đi ở dưới. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Ok, thì map này thì có sẵn đồ ăn nè. Ê, bấm ra đồ ăn nè, nước nè. Đúng rồi, thì theo chị TikTok là cái gì cũng có hết đúng không? Thì cái map này nó sẽ y chang như TikTok luôn, tức là kiểu chị nói cái gì cũng có hết trơn luôn. Đấy, giờ có cái có thức ăn có hết luôn nè. Và đây, vào cái rương này nè chị Cam Vui. Cái gì vậy? Ăn rồi em ơi. À, chị Cam Vui đang đập ăn chị Cam rồi. Chị Cam Vui đang đập trên biết hình. Ok, lại 3, 2, 1, action. Ơi, đó các bạn thấy cái đoạn đấy hay thì các bạn đừng quên quay lại và đăng lên TikTok nha, nhớ nha. Ok, và như các bạn chỉ vào cái xem cái chat đi, đó cái gì cũng có hết trơn luôn. Đó, như cái map này là cái trong TikTok là cái gì cũng có, thì cái thế giới này cái gì cũng có hết trơn luôn. Và coi như là sinh tồn coi như là như không luôn các bạn. Bởi vì cái map này là sinh tồn TikTok mà, sinh tồn TikTok là cái gì có hết trơn á. Đấy rồi, bây giờ sinh tồn chị. Sinh tồn thôi. Ok, sẻng nè. Quốc nè, gì có hết trơn luôn. Có hết rồi, còn gì nữa trời, còn muốn người ta làm gì nữa trời. Còn kiếm, không? Thiếu kiếm thì đang nữa, bây giờ mình sẽ đi đào dưới coi có gì không nha các bạn. Ở đây, đúng là như cái tên cái map luôn. Có hết trơn, trời đất ơi, chị thấy không? Đấy. Toàn vàng không? Đã bảo sinh tồn TikTok là cái gì cũng có hết. Wow. Trời. Đúng rồi. À thôi, bây giờ mình sẽ làm trên biển hình đi. Hai ba. Dạ, đi ra đi. Sinh tật á. Trời ơi, nhưng mà cái gậy này cái fix hơi khó ta. Ừ, hơi khó. Biết nữa. Nhưng mà không sao, em làm được hết. Ok, bây giờ chị nói một. Bây giờ chị 1 2 3 chị nhảy lên một. Bây giờ hai tụi mình nói 1 2 3 được mình sẽ chuyển thế giới khác hả chị tin không? Có luôn hả? Ok, bây giờ chuẩn bị đây. 1 2 3 3. Ta da ta. Đó, thấy chưa? Một phát qua cái map khác luôn. Trời, đúng là tức các bạn dục kỳ không, chỉ cần các bạn nhảy một cái, các bạn chỉ cần quay điện thoại một cái là các bạn qua thế giới mới luôn đấy. Wow, đó. Nhưng mà đây là đâu vậy em? Thì đây chính là map sinh tồn trong cái rương đó, vì bởi vì cái map này quá vip chị ơi, cái map sinh tồn như TikTok này quá vip nên mình sẽ quyết định gọi là chơi một cái map gọi là sinh tồn bình thường thôi, chứ nếu mà nó gọi là mọi cái gì cũng có hết trơn là tụi mình không có gì sinh tồn được các bạn. Cảm ơn, chào cây thôi. Tính ra ở đây có cái kia như cả máy farm đá nhưng cả Minecraft này hay vậy. Ok, thế bây giờ việc đầu tiên chị chặt gỗ giúp em với cái map này luôn. Map này luôn, có cái rìu. What the hell, chủ map đang quậy kìa các bạn ơi. What ui, em lắc hả? Trong người có mà, trong người chị cũng có 20 gỗ luôn nè. Xin ơi, xin đừng tự sát, đừng.
chùi mắt là đây không có gì. Ôi trời, đất ơi. Thôi, đoạn này sẽ được cắt nha. Đoạn này sẽ không được đăng lên YouTube. Đó, phải đó. Đó, đó, đây sẽ không đăng lên YouTube nha các bạn. Đoạn này sẽ được cắt ra và không đăng lên YouTube. Ok, tôi đã có lại. Đâu, 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 đâu. Ok các bạn. Thôi chị Kim ơi, tối đi ngủ đây chị. Thôi, nói chung là em... Ok, ok. Đi ngủ chị. Để chưa ngủ, nên ban ngày mà. Tôi về mà cho tôi ngủ đi. Càng ngày càng quê đó, là vì thế đó. Tôi thề lúc cái quê này không có gì quê bằng luôn trời. Thề luôn. Không sao các bạn, nói chung là lắc một lần thôi. Nhưng mà lắc nhiều lần người ta gọi là đam mê các bạn. Nên mình nghĩ là cái này, chị nghĩ cái này là đam mê đúng không? Tất nhiên rồi, em đam mê mà. Em nghĩ cái này của mình là đam mê các bạn. Mình nghĩ cái này là đam mê của mình. Cái này đam mê của mình các bạn ơi, nên mình cũng không biết nói sao luôn. Thôi chị chờ đào đá đi, em buồn quá, thôi em đi ngủ đi. Tôi giận quá. Trời ơi. Ok các okay. bạn. Trời sáng rồi. Ok thì mình để ý các bạn ơi, map này chị có thể cam mua thấy từ xa xa thấy không? Có nhiều cái chép khác không? Màu xanh. Ô, màu xanh biển, màu xanh lá cây kìa. Chị mê quá. Ôi, em muốn lên đấy gì thôi gọi lại chị cho block mà lên nè, có sẵn mà. Em muốn đi mai gì, em muốn gọi là có thêm gọi là cúp kim cương gì ơi, chị đừng để em que đâu. Tôi sẽ để ý từng chi tiết là không thể để các bạn bắt mẹ được. Nãy mà các bắt mẹ tôi mệt rồi. Ok được rồi, thì mà muốn chơi cái map sân tù trong cái rương này. Và hình như mình biết là cái map này được update rồi các bạn ơi. Đấy thì mình nhìn nó khá là ra. Đây đấy hả? Ờ đúng rồi. Bởi vì lúc trước em nhờ cái map này nó không cho mình thấy các rương khác. Nhưng lần này cái gì vậy cơ? Trời ơi. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo cái gọi là cúp đá. Đúng rồi. Mốt suýt nói nhầm thành cúp kim cương nó chết luôn. Sim nó vẫn bị lag hay sao ta? Cái gì nữa? Anh có khối đá đấy là nó có thể crash được cúp đá luôn rồi mà. Nên nói chung là chị để viên đi. Chị để viên đi. Chị hãy thoát khỏi cuộc đời của em đi. Tôi mẹ ca môi luôn à. Không có làm gì đâu. Chị thề, chị không có làm gì hết luôn đó. Ca môi bảo ca môi không làm gì hết. Bà sát thương tôi, bà đâm tôi ba cái dắt dao rồi. Bà định đâm tôi thêm 5 nhát nữa. Bà mới chịu cơ. Thôi em không nghe, tôi không nghe, tôi không thấy những gì Camui đang nói. Tôi có lợn xuống nè. Đâu, ai có lợn này, nó mới ngủ xong á. Nó mới ngủ xong thì nó vô mình. Ok. Rồi xong, bây giờ đập thế này rồi lên kiểu gì đây? Đây, trời ơi, em đào đường cho, khổ quá. Đấy. Rồi đó, okay được rồi, bây giờ mình sẽ gọi là gì ta, nung sắc lên. Sau đó mình sẽ chế tạo thành gọi là cúp sắc. À, đúng rồi. Cái map này em biết sơ đồ là chị nhảy vào cái rương là chị sẽ teleport vào một cái chỗ khác. Là chị nhảy vào cái rương hả? Thật, nhảy vô đi. Phew. Đấy. Wow. Gây out. Cái này là cái gì vậy? Đó. Có cảnh sát nè. Ủa, cảnh sát là ông đội được cái gì không? Trời má. Thôi. Thôi, và nhiệm vụ của mình là sẽ bắt cô lên đây. Em cũng biết tại sao rồi, nhưng mà nghe nói trong cái bắt cô này đây sẽ có gì đấy hả ông? Đấy. Ok, được rồi, mình bắt cô qua các bạn ơi. Ok, đợi chút, lấy lại, ok. Chị vừa thay đổi cái bàn phím, thành ra là không bấm được, cáu thế nhở. Ok, thì Cam luôn mới thay đổi bàn phím nên gọi là bắt cua khỏi đấy, các bạn thông cảm nha. Rất hoài á. Chắc không có chơi nữa à. Thôi sao chị ơi, em thì em là một con người công bằng nên sẽ cố đặt làm như thế này. Cái gì đấy ạ? Đồ mà nó đẹp. Vấn đề khác nè. Bây giờ chúng ta về kiểu gì? À chị, về đơn giản lắm chị, để em hốt cái đống này là chị, em sẽ cho chị. Cảm ơn, em sẽ ném này cho chị. Cảm ơn. Đây, cảm ơn. Đâu. Đó. Wow. Hợp lý không? Wow, túi tên lửa. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ lấy hết đồ các bạn ơi. Lát nữa mình sẽ đưa chị Cảm ơn sau. À, bây giờ Cảm ơn, bây giờ chị lấy cái tên lửa đúng không? Mang vô. Tao đi em. À không, việc nhanh nhất là chị chết đó chị. Chết là tụi mình về nhà luôn á. Cảm ơn. Ha. Nhanh nhất luôn. Ta da, về nhà rồi. Đó các bạn thông minh không? Đó. Em của chị có khác. Ok chị ở ngoài đây, em như em có cái đống đồ này, em nhìn nó hay vậy. Đây. Có một là nhìn đồ nó vô cực lắm chị. Cây kiếm siêu to khủng lồ. Wow. Ủa em cầm một lửa chưa vậy? À chị ơi, em quẹt một kiếm giờ động vật nó chết hết trơn luôn. Chị đảo chết chưa? Thế em định gọi là gì vậy? Em định gọi là cái gì khác đúng không? Em sẽ để con cừu đi xuống đi. Cô ăn cái gì em? Em đưa thức ăn.
À có con lợn kìa chị, lát nữa mình xin mổ nó. À đúng rồi, có có gà nè, có gà nè. Mình thích gà cũng ngon mà chị. Gà ngon lắm chị, gà lên giá chị ơi. Khổ quá, gà đang lên giá. Có hai con gà này. Ờ đây, ok rồi. Gì ta? Rồi em nhấn vào nhân vật để trao đổi, ok nhân vật. Đất mua được bánh mì nè. Wow. À, em ơi. Nãy chị đùa em á, trong người chúng ta có 30 cái bánh mì mà. Thật à? Chị nói với em nghe này, thực sự thì chị có một người chị rất là độc ác. Bye bye chị. Thôi chị xin lỗi. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi. Don't be sour like a lemon, take a swig of your pop. Don't let yourself lose, don't make yourself stop. Express yourself, don't make yourself stop. Express yourself, you'll be feeling on top.